chúng ta đã đi qua, đã chơi hết hiệp một của cuộc đời, tức là đã đi qua một nửa cuộc đời mình rồi, và mới chợt nhận ra một điều: không phải lúc nào chúng ta cũng biết hết về mình. Và hãy nhớ rằng, nếu như bạn muốn không bị biến mất trên trái đất này, đừng bao giờ tự đánh mất mình, là chúng ta có thể tha thứ và